Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Hôm nay Tùng lại giao lưu quý vị một số cây mai đế đẹp giáng long nha quý vị. Thì địa chỉ mình ở rất thuộc ấp Bà Thới, Sau Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Quý vị có nhu cầu mua mai vàng thì liên hệ số điện thoại của Tùng nha. Quý vị chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho anh em bè cùng xem nha quý vị. Hàng này quá quyết, quá đỉnh quý vị. Giáng long đế cũng 433 không nha. Nay mình có 15 cây giao lưu đến quý vị ha. Rồi số điện thoại mình ghi đây nha quý vị. Zalo luôn nha, Tùng Mai Vàng nha quý vị. Rồi, không mất thời gian quý vị, mình tiến hành vô cây số 1. Đây, cây số 1 nha quý vị. Một con thú nha. Tay cành nhạo nha quý vị. Cây rất đẹp quý vị. Cái này có tay cành mau chơi. Đó, vô cái dáng bonsai nha. Chiều cao 49. Như con thú rõ nét nha quý vị. Đây, nhìn mặt này nha. Đó. Quanh eo 14 có hơn, tính 14 thôi. Đường kính bầu ngang là 22. Đó. Cây rất đẹp nha quý vị, nụ trong thân ra không nha. Đó, cây khỏe nha quý vị. Bao ship bao sống cho vị luôn nha. Tất cả các cây nha quý vị. Rồi, mã số 1 cho luôn quý vị là giá 900.000. Đó. Cây quá đỉnh quý vị ơi. Vậy quý vị bắt cái đỉnh lên nha. Cốt cạnh này lọp ra nha quý vị. Đó, lọp ra. Nguyên một cái nón lá nha quý vị. Đấy, cây mập luôn. Mã số 2. À, vậy quý vị chồng chỉnh lại nha, bắt cái đỉnh lên nha quý vị, dựng cái đọt lên, như một cái nón lá lên nha quý vị. Chiều cao 60, đường kính bầu ngang đây là 40. Quanh eo là 21 có hơn quý vị ơi. Đó, đo vậy nha, vị trí đó nha quý vị, đo lúc trên đây nha, đế đẹp luôn nha quý vị. Cây này nhìn ngoài lực lắm vậy. Đó, quỳ dịu đi lập ra nguyên cây dù chơi nha, tàn dù nha, cái nón lá luôn. Rồi, mã số 2 giao lưu là 2.000.000 VA. Cây này nhìn ngoài lực lắm vậy, để đại đều bốn mặt luôn. Hàng này VIP phòng ở VA. Đây nó kính cái bầu này nha quý vị. Đẹp. Đây, lên mã số 3. Dán nó về quý vị. Bắt cái ngọn lên, bắt đỉnh lên. Chiều cao 51. Đường kính bầu 39. Quả neo 20 đúng quý ơi. Đó. Cây coi bị đế nở đế nha quý. Đế rễ đều bốn mặt luôn. Bẻ mấy co này những cái cây dòng mai này nó lâu lớn lắm quý. Bẻ mấy thế ngặt quá. Đế lực nha quý. Rồi, mã số 3 Zalo là giá 2.000.000 quý ơi. 2.000.000 nha quý, mã số 3. Cốt cành đóng tứ diện mau chơi nha quý vị. Đây, số 4. Này rất đẹp quý vị. Để lực sỉ luôn. Thông số. Chiều cao 94. Đường kính bầu ngang 39. Cốt cạnh lực nha quý vị.
L 22 đúng quý ơi. Đó, đo ngay chỉ này nha quý vị, 22 nha. Nở để kín cái bầu luôn nha quý vị. Để lực luôn. Để có dáng thú luôn nha quý vị. Đó. Rồi, mã số 4 Zalo 2,5 triệu quý ơi. Toàn bộ này mai nãy nụ trong thân ra không nha quý vị. Đó. Này dạo lá gai nha. Mấy năm đầu qua thì bông nó có lọt chọt nó mà cánh rồi năm cánh trong giống như vậy. Mấy năm sau là bông lớn nha. Bông 62 cánh nha quý vị, rõ nét nha. Rồi, mã số 4 này Zalo 2,5 triệu quý ơi, 2.500.000. Đây quá đẹp quý ơi. Số 5. Đó, quý vị bị trồng cho ngay thôi nha quý vị. Sau cái bầu ngay thì vậy là ok, cái cây này rất đẹp quý vị. Chiều cao 90 đúng. Cốt cành lực nha quý vị. Này có dáng thú nha. Quần neo 21 ngày kim nha vị, ngày kim 21 nha. Đường kính bầu nó 37. Để đẹp nha vị, để lực để thú. Nguyên mình thú luôn. Đó. Cái này quá tuyệt vời vậy. Mã số 5 Zalo 2 triệu nha quý vị. 2 triệu. Vậy quý trồng cho ngay cái bầu là ok nha. Cây dáng lông nha. Số 6. Chiều cao 66. Đường kính bầu 35. Heo là 20 vị ơi. 20 nha. Đó. Để được quá trời bộ đế luôn nha vị. Để lực sĩ nha. Cây này thoát thân nó chừng tới tắt rồi ơi. Cái này rất có duyên về. Hàng này đáng chưa vì đáng chưa tầm nha. Rồi, mã số 6 này Zalo 2,5 triệu nha quý vị. Đó, giữ bắt cái đỉnh lên đây nha. Đó. Cái này rất đẹp luôn. Có cốt cành sẵn màu chơi. Mã số 6 Zalo 2,5 triệu nha quý vị. 2,5 triệu ha. Cái này dính ngoài lực cây. Quá không biết, nói chung mặt hàng này biết không vậy. 79. Chiều cao nha vậy, thằng tài nha. Đường kính bầu 40. Cái này lực cây. Còn em này chiếc này 23. Đấy, quá trời bộ đấy luôn. Đấy có dáng thú nha vậy. Đó cái mình dạng thú tôi bị tham khảo nha. Đừng chịu dạng thú nó 30. Cây lực cây. Đặc biệt cái dòng cây nảy nụ trong thân ra không nhớ mày. Đó. Vì quy bắt đỉnh lên đây ha. Đó. Ok. Mã số 7. Zalo 2,700.000 quý ơi. 2,700.000. Chiều cao 76. Đường kính bầu 40 đúng. Quần eo 19. Đó. Để lực nha quý
dàn cây này để khủng bố bà ba không, không trống mặt nào nha. Con cây rất hay nha quý vị. Mã số 8 Zalo 2 triệu nha quý vị. Cốt cành đóng tứ diện luôn. Mã số 9. Chiều cao tới đỉnh đây là 57. Đường kính bầu 39. Quanh neo 18. Đó. Cũng nở nha quý vị. Xích xuống đây thì hai mấy nha. Cái này có dáng con thú. Đó vị nha, nhìn mặt nào cũng giống con thú hết nha quý vị. Đó, giò cẳng đầy đủ nha. Còn cây lắc có gì không vậy? Thì trong quá trình vận chuyển nhánh này nó bị tét chút xíu rồi sờ quấn keo ra nha quý vị. Một miếng keo này là nó sẽ liền nhựa nha. Rồi cái này quý vị bắt cái đỉnh lên đây nha. Tạm đỉnh lại là cái này ok quý vị. Rồi mã số 9 Zalo 2 triệu nha quý vị. 2 triệu mã số 9 nha quý vị. Mấy dòng cây này nó nuôi lên tiền lắm quý vị. Tóc miếng này vô mình xử lý keo nha vị, không sao nha. Dòng cây này nó mạnh gai lắm vậy, xử lý keo cho nó loại cái rồi ok. Rồi tổng số chiều cao 74, đường kính bầu 36, cây lực cây 20 quần eo đó, để trời quá tầm bộ đấy luôn. Đi chịu dưới đây ráo đầy đủ đó nha quý vị. Nó 2-3 tầng đế nha. Lật hai giò trước chịu đầy đủ nha. Bệ đế thôi hết nói luôn. Mã số 10 Zalo 2 triệu 500 ngàn quý vị. Có mã 11. Mã 11 nha quý vị, 2 triệu 500 ngàn. 11 nha. Đây sao vậy? Mã số 10 nha quý vị, mã số 10 nha, 2 triệu 500 ngàn nha quý vị. Vậy là không thấy rõ. Rồi, mã số 10, 2 triệu 500 ngàn. Rồi, mình lên mã số 11 nha quý vị. Quá trời bộ đấy. Kính cái bầu luôn nha quý vị. Nguyên một cái nồi đế đặt luôn. Không có trống mặt nào luôn vậy. Này nuôi chừng 2 năm nữa là quá trời cái cây này hết nói. Rồi, thông số đây luôn, gần thông số luôn đi. À, chiều cao sao? Quanh 18 có hơn quý vị. Đó. Đo cái nồi đế đặt luôn. Tổng nồi đế đặt đó 87. Đường kính bầu nó 39. Quá trời bộ đế đẹp nha quý vị. Đó, nói luôn nha. Kính cái bầu luôn. Cái này đáng sưu tầm nha quý vị. Cốt cành đóng nhạo luôn. Chiều cao 69. Mã 11 vô luôn 2 triệu 700 ngàn quý vị ơi. Cây giót ngọn rất đẹp nha quý vị. Giót ngọn chừng nó năm mươi quý vị. Mã 12. Cái này vip đâu. Đây vip luôn. Thông số. Chiều cao 73. Đường kính bầu 40. Quanh neo 17 có hơn, 17 năm ly nha quý
Đế nó dáng thú nha quý vị. Đế rất đẹp. Hai giò trước chịu đầy đủ nha. Đế lực không à. Rồi, mã 12 Zalo 2.200.000 quý vị. Cái đọt lại là cây này thành một cây giáng long nha quý vị, giữ cái đọt lên đây. Mã 13 cây này đến lực xỉ luôn, giáng thú luôn. Rồi, tổng số chiều cao 82, đường kính bầu 39. Cây lớn xác nha mọi người. 22 quanh. Cũ nở cho bá lửa luôn. Đấy thú luôn. Có gối với bỏ chịu rất hay nha mọi người, lực cây. Cây này những ngoại lực lắm mọi người. Mã 13 Zalo 2.500.000 mọi người. Dòng cây này nụ trong thân không? 2.500.000. Này làm đỉnh nha quý vị, cắt đỉnh lên. Chiều cao 79. Đường kính bầu ngang 44. Quá trời, bộ đấy là đặc luôn. Bọn em ngay đây 19 đúng. 19 8 5 ly quý vị. Nở đế. Hết nói bộ đấy luôn nha quý vị. Bộ đấy đặc luôn. Không trống mặt nào, đấy lực. Mấy cái này nuôi 2 năm nữa là mấy cái này vô địch kiếm. Mã 14 Zalo 2.500.000 VA. 2.500.000. Cốt cành đóng tứ diện nha, mau chơi nha quý vị. Về dựng cái đọt lên. Đó, nguyên một cái nón lá luôn. Mã 15. Cuối clip nha quý vị. Làm cuối clip nha mày. Chiều cao 99. Đường kính bầu ngang 40. Eo là 19 5 ly, có hơn nha mày. Để lực, để bệ luôn, nguyên bệ để đặt luôn nha mày. Để đặt sạch luôn đó nha. Kính cái bầu luôn. Cây rất khỏe. Mới về ra cho lọc ráo rồi. Nụ trong thân luôn. Mã số 5 cuối clip này giao lưu quý vị là 2.500.000 nha quý vị. Cây rất đẹp nha. Chữa đọt chủ nha quý vị, bắt đọt chủ chỗ này lên nha quý vị. Đó, một cây giáng long tàn thông luôn nha. Mã số 15 giao lưu 2.500.000. Rồi, video mình đến đây xin tạm dừng. Rất mong cô chú bác ủng hộ mình ha. Có động lực sang những cái kênh, có động lực sang những cái mai đẹp giao lưu đến quý vị. Xin chào, hẹn lại quý vị và các bạn.